Xin chào các bạn Hôm nay mình chia sẻ một loại bánh nướng ăn ngon lắm Chắc mình đem cái máy này ra Thì các bạn cũng sẽ biết được cái máy này là để làm gì rồi Thường là dùng cái máy này để làm waffle ăn Nhưng Việt Nam mình thì hay dùng để làm bánh kẹp lá dứa Mình chia sẻ một loại bánh này ngon lắm Bây giờ mình qua cái phần nguyên liệu đây là khoai mì bào mình mua trong tủ đá ở các chợ Việt Nam Mình sẽ dùng khoai mì bào này làm một món khoai mì nướng lá dứa cho hai gói khoai mì bào vô một cái thao nước đầy lên như thế này lưu ý là không có mở cái bịch này ra cho tới khi nào khoai mì bào hoàn toàn tan đá hết rồi thì mình mới cho ra cái rổ để cho nước nhiễu hết sau đó thì mình mới làm bánh được bánh kẹp khoai mì bào thì cũng dễ làm lắm bây giờ mình sẽ cho các bạn xem sơ những nguyên liệu mình cần phải có như là bột bơ coconut milk sữa đặc trứng gà dừa sợi mùi vị panda bột sugar vanilla baking powder muối và chai xịt cái khuôn bánh hiệu nào cũng được bây giờ mình sẽ nói nguyên liệu dùng để cho các bạn đông lường cho dễ sau khi mình lấy khoai mì trong tủ lạnh ra bỏ vào thau nước lạnh để cho tan hết đá rồi mới cho ra cái rổ như thế này để cho thật là ráo thì bây giờ mình mới bắt đầu pha hết nguyên liệu vào để làm một cốc bột o purple flour một lon nước dừa coconut milk 400 ml một lon sữa đặc 284 ml loại nào cũng được hai quả trứng gà một gói vanilla sugar chấm 32 ao một gói baking powder 14 g 1 phần tư teaspoon muối gia vị panda có hai loại khi các bạn ra chợ mua thì một loại như là nước thế này và một loại đặc nếu dùng loại nước thì các bạn sẽ dùng là một tablespoon còn dùng loại đặc thì 1 phần tư teaspoon Dừa thì dùng hiệu nào cũng được tùy theo gia đình thích ăn nhiều hay ít Để làm bánh thì mình cần phải có cái chai xịt như thế này Mình mua ở các chợ Mỹ hiệu nào cũng được Lấy một cái muỗng mình tán khoai mì ra như thế này Để mình tìm những cái sơ Còi có thì mình lấy ra Với hai gói khoai mì Mình chỉ lấy ra được có nhiều này thôi nè Như vậy là xong Bây giờ mình sẽ pha hết tất cả nguyên liệu vào Một viên bơ mình sẽ cho vào microwave 20 second Mình sẽ lấy một cái thao hơi lớn một chút Cho vào đây là một cấp bột mì Một gói bột vanilla Một gói bột baking powder Một phần tư teaspoon muối sẽ quậy đều lên hết như thế này bây giờ mình sẽ cho một lon nước dừa vào đây mình quậy đều rồi mình sẽ cho vào đây luôn là một lon sữa đặc trộn đều với nhau và giờ mình cho bơ vào luôn cả lên như thế này rồi một teaspoon lá dứa màu lá dứa đặc thì mình cho ít lại còn nếu như lá dứa nước thì mình cho nhiều hơn tất cả đã cho vào trộn đều như thế này rất là thơm cho vào hai quả trứng gà đánh cho tan. Và bây giờ mình sẽ cho hết vào đây là khoai mì trộn đều với nhau. Bột thì đã trộn đều như thế này, nhìn rất là ngon. Tuy nhiên là chưa ăn nhưng mùi thơm và cái màu cũng rất là đẹp khoai mì và dừa thì cũng đã xong rồi bây giờ mình có hai cách để mà mình làm bánh mình có thể dùng dừa cho vào một cái thao bột luôn trộn đều với nhau rồi đem đi nướng cách thứ hai thì mình có thể chia cái thao bột này ra làm hai phần một phần thì có dừa và một phần không có đây là cái máy mình dùng để nướng bánh mua trên Amazon mình sẽ cắm điện vào dặn lên cái số 2 và nút đỏ sẽ bật lên thì bây giờ mình mới mở nắp ra các bạn nghe cái tiếng bíp bíp là máy cho biết là đã nóng rồi mình dùng cái chai xịt như thế này mặt dưới rồi mặt trên sau đó thì mình sẽ dùng là tổng cộng là một cốc rưỡi bột cho vào chính giữa nếu các bạn muốn ít hơn thì mình có thể cho một cấp cũng được sau đó mình lấy cái cây mình cán đều ra như thế này để có dừa thì mình sẽ cho dừa vào chánh giữa nếu không thì mình cứ nướng bánh bình thường có nhiều cách để mà mình nướng bánh nấm như mình nói từ lúc đầu có thể trộn hết vào một cái thao hay chia làm hai hay làm cách này rồi bây giờ mình cho thêm bột lên trên mặt bánh như vậy là đủ một cấp rưỡi rồi mình đậy nắp lại thời gian nướng bánh là 5 phút khi máy đã kêu tít tít mở ra nếu thấy bánh chưa được vàng thì mình để thêm vài phút nữa trong thời gian nướng bánh thì mình nên canh và đừng bỏ đi đâu còn muốn bánh giòn hay mềm thì tùy theo mình nướng một hai cái đầu sau đó sẽ thích nướng theo cách gia đình hơn và bây giờ bánh cũng sắp sửa xong rồi mình sẽ ăn thử coi bánh có ngon hay không bây giờ cho ông xã mình đi làm về tới bánh thì cũng đã nướng xong chắc vào đây sẽ xin một cái sau 5 phút thì mình mở nắp ra bánh sẽ giòn và đẹp như thế này như vậy là được rồi nhưng nếu các bạn không có muốn ăn giòn cho nó mềm thì khoảng 4 phút lấy ra video đến đây thì cũng đã dài rồi chia sẻ cách làm bánh hy vọng các bạn làm cho gia đình ăn đừng quên cho mình một cái subscribe like và share